lát là test và ok chạy được thì mình sẽ gửi tặng cho các bạn luôn các bạn nhé. Các bạn chưa nhập trang web ghd.com để có thể mua code bản quyền của tất cả những tựa game đang hot ở thời điểm hiện tại, cũng như là các cái phần mềm làm việc Office, đặc biệt trong đó có code Windows 10 bản quyền với cái giá rất là rẻ, và còn rẻ hơn khi các bạn áp cái mã giảm giá ở trong cái video clip này. Để có thể mua được thì các bạn truy nhập trong web ghd.com này, tạo một cái tài khoản, sau đó là tìm đến cái bản quyền Windows và áp mã giảm giá là PCG18 thì các bạn sẽ được giảm giá 20% trên giá gốc. Sau khi các bạn áp mã giảm giá xong thì các bạn có thể thanh toán bằng thẻ Visa hoặc là PayPal này. Sau khi thanh toán xong thì bên trong web sẽ gửi cho các bạn một cái code vào cái tài khoản của các bạn. Các bạn chỉ việc copy cái code đấy và paste vào cái phần kích hoạt của Windows là các bạn sẽ có Windows bản quyền như này. Xin chào các bạn, chào mừng lại các bạn trong video tiếp theo của PC Minh. Hôm nay chúng ta lại đến với chủ đề về test hộ hàng các bạn nhé. Đây là một cái hiện hàng rất là to của bạn Nguyễn, bạn ấy gửi cho mình. Mình cũng chưa biết bên trong cụ thể nó là gì, thì mới đầu bạn ấy bảo mình nó là một con Vega thôi, nhưng mà không thể nào mà con Vega nó lại cái hộp nó to như này các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem bên trong nó là cái gì các bạn nhá. Có hai gói, có một cái combo gì ở đây này các bạn này. Chúng ta sẽ có hai túi các bạn nhá. Đây nhá các bạn nhá. Cái túi bé này thì đây mới là đúng là cái hàng bạn đã gửi nhà mình test hộ này. Đây là một con Power Color với tông màu đỏ đen, rất là đẹp luôn. Nhưng mà ống đồng thì xỉn hết cả rồi các bạn này. Ống sồng nó ngả sang cái màu gì rồi ấy, nó không còn là màu đồng nữa rồi. Và có hai chân nguồn này, một chân 8 pin, một chân 6 pin luôn. Và tem vẫn còn nguyên này, tem siêu vẫn còn nguyên này. Tem siêu này là của bên phân phối này, Compulin này là chuẩn, còn zin này. Con này là con R9 280X các bạn nhá. Con này là kém cái con là trước mình mua K này, con là trước mình mua là 380X thì con này là 280X. Con này cũng là 3GB DDR5 này các bạn này. Đấy. Mặt trên này thì hơi bị dỉ ở chỗ này này, nhưng mà phần này thì vẫn ok này. Hai mini DisplayPort này, HDMI này, một cái DVI này. Cái ống đồng phía dưới thì đẹp hơn này các bạn này. Đấy. Và nó còn theo siêu nguyên như này thì chắc chắn là nguyên bản rồi. Về mặt hình thức của con này nhìn khá là đẹp các bạn nhé. Ok phết ấy. Quạt quay như này là cũng được này, nó không bị long các bạn nhé. Cái trục quạt nó không bị dơ là các bạn kiểm tra, các bạn ấn vào này. Đấy, trục quạt nó không dơ là được các bạn nhé. Cả hai bên đều không dơ rồi. Đấy. Như thế là ok. Và con này thì theo như bạn ấy bảo mình thì con này nó bị hình nó bị vệt gì đó thì mình cũng chưa biết chính xác này. Lát là chúng ta lắp vào chúng ta test thử thì mới biết được các bạn nhé. Đây là vấn em đầu tiên này. Tiếp theo là cái hộp bé này là cái gì đây? Một bộ AMD, một combo AMD các bạn nhá. Combo AMD này nhìn còn mới phết này, BIOS Star này. Các linh kiện còn mới chưa? Mới đẹp luôn các bạn nhá. Đấy. Nhưng mà là có một cái chân tản là đẹp thế thôi rồi, cái này chắc là mất cái ốc rồi. Bạn nên sử dụng một cái dây rút này, một cái dây rút ở đây để làm cái phần tản nhiệt cho cái phần CPU GPU cho cái phần CPU này, cả hai bên luôn các bạn nhá. Bên này cũng thế này, bên này cũng chơi dây rút này. Một trong những kiểu tản nhiệt độc đáo thôi rồi. Mặt sau ở đây nhìn cổng, các cổng cái lối vẫn còn rất là đẹp nhá. Đấy. Mặt sau chỗ này nó hơi bị vàng này các bạn này. Chỗ này này hơi bị vàng như này chắc là bị nóng này, nhưng mà còn lại thì nhìn rất là đẹp luôn các bạn nhé, vì còn đẹp luôn, rất là đẹp. Và con này sử dụng DDR3 luôn nhé các bạn nhé. DDR3 chắc là con này là đấy, AM3 đúng chuẩn luôn. Mình đang định bảo socket AM3, socket AM3 này thì nó cũng tương đối là ngon đấy. PCI Express 2.0 này, socket AM3 này thì chắc là nó tương đương với mấy con dòng chip 775 của bên Intel các bạn nhé. Mà con này dưới là gì mà bạn ấy buộc cái này thì thôi, mình chẳng tháo ra nữa, phải tháo ra tí nữa lại mất công kiếm cái khác để buộc vào. Nhưng mà main còn rất là đẹp các bạn nhá. Và cái main này, cái combo này là bạn ấy gửi ra cho mình để tặng cho mình. Lát là test và ok nó chạy được thì mình sẽ gửi tặng cho các bạn luôn các bạn nhá. Đấy, chính ra cái combo này nó cũng hợp đấy, AMD này. Đồng tông phết ấy, nếu mà như này là một bộ là đẹp này. Thôi chúng ta sẽ chuyển xuống dưới kia để test thử xem sao các bạn nhá, các bạn chờ một lát. Ok các bạn nhá, mình đã lắp ráp xong em nó ra đây này. Mình sẽ test con Vega cho bạn ấy trước, sau đó là chúng ta sẽ test cái combo kia sau các bạn nhá. Cái con này nhìn ở đây đẹp phết, mỗi tội là hơi lệch màu với cái main của mình. Main của mình là main xanh đen.
con này là con đỏ đen đấy. Chúng ta sẽ bật thử để xem lỗi nó như nào nha. 2 3 chạy rồi, quay tít luôn. Ha ha, lên đâu, lên bàn phím, lên màn hình đâu. Ui, không thấy hình các bạn này. Bàn phím lên nhưng không thấy hình này. Bạn ấy bảo mình là nó ở nhà nó bị sọc sọc thôi chứ không phải là nó không lên các bạn nhá. Chúng ta đây nó không lên này. Thế mới tải chứ. Các bạn nhá, chúng ta sẽ lại đến bài lau chân. Đấy. Úi giời, chân đen xì các bạn nhìn chưa. Ok rồi các bạn nhá, mình đã chuyển đến HDMI rồi này. Đấy. Hy vọng là em nó sẽ lên được các bạn nhá. Phải lên được thì mình mới nhìn được cái lỗi gì chứ bây giờ nó không có hình. 2 3 chạy rồi này, lên không, bàn phím lên, vẫn không có hình luôn các bạn này. Tối đen nhưng mà cái này thì sửa cái giờ không có hình luôn, bàn phím lên này, sáng trưng này, cắp lóc bật tắt được này nhưng mà không xuất được hình các bạn nhé. Cắm đủ cổng rồi này. Bây giờ còn một cái nữa, đó chính là nó có cái nút gạt BIOS đây này các bạn nhìn không. Đấy, nút gạt BIOS bên ký là bây giờ mình sẽ gạt BIOS sang để xem nó có lên được không nhé. Quạt hú rất to này, bàn phím này. Đấy, cây chạy bình thường mà nó không lên được chứ mới tải chứ. Để chúng ta thử nha, gạt BIOS sang này. Đó. Bật lại nha. À, chờ tí. Đấy, ok, đã gạt BIOS xong rồi nhá. Chúng ta sẽ bật thử này. 2 3 đấy. Lên không, bàn phím đây, bàn phím sáng trưng này, vẫn không có hình. Ơi chờ anh tí, vẫn không có hình các bạn này. Thế mới tài chứ, các bạn chờ tí nha các bạn nhá. Mình ra mình nhận hàng, tình hình này em nó vẫn không lên được các bạn ạ. Làm hết cách rồi nó vẫn không lên được, mà con này của bạn ấy thì con này của bạn ấy thì nó còn nguyên bản này các bạn này. Đấy, nó còn cái tem siêu đây này. Nhưng mà mình không dám mở ra sợ mất cái tem siêu của bạn ấy thì nó mất zin. Nên là không mở ra được thì không xem được bên trong nó cụ thể nó như nào, nó có lỗi nằm gì ở bên trong này không, mà nó không xuất được hình các bạn ạ. Đấy. Thế mới tải chứ, nhìn bên này thì thấy khá là đẹp này mà nó không lên được hình, giờ cũng không biết lỗi như nào để xử lý. Tháo ra thì vướng cái tem này rồi, để mình hỏi kỹ lại bạn ấy xem tình hình như nào rồi giải quyết tiếp nhá. Và mình sẽ thử con Vega mình ở đây để xem là cái main của mình nó chạy ok không. Không à, đấy, tại cái main của mình thì giả hơi. Chúng ta thử nhá. 2 3 đó, chạy rồi đấy, lên không. Cái này phải chuyển về đây vì đang ở HDMI 1 rồi. Đấy, lên ngon bình thường các bạn nhá. Đấy, như vậy là không phải tải main nhá, Vega này thôi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ test cái combo mà bạn ấy tặng kèm thôi, để xem anh em có được đồ gì không các bạn nhá. Đây, bây giờ chúng ta sẽ lắp cái combo này vào để test nhá, xem nó có lên được hình không, xem nó chạy được không, rồi chúng ta sẽ tính các bạn nhá. Đây các bạn nhá, đã lắp xong cái combo của bạn rồi này. Đấy, lắp giang của mình vào này. Chúng ta sẽ bật thử để xem nó có lên không, hy vọng là em này nó lên được để anh em có quà nhá. 3 Chạy rồi. Lên không? Chạy đấy. Chạy rồi. Chưa thấy gì. Bàn phím vẫn tối đen. Quạt quay rất tít luôn nhá các bạn nhá. Mà chưa thấy gì. Tối đen. Đừng nói là cả hai cái cùng tối đen nhưng mà các bạn nhá. Không thể lên gì, bàn phím không lên. Màn hình không lên. Quạt thì quay rất tít à. RAM này thì chắc chắn là của mình là RAM chạy, RAM này đang chạy bình thường các bạn nhé. Cắm ra đây, không thấy lên. Báo này. Báo LED này. Báo đèn LED này. Các bạn nhìn thấy đèn LED đây không? Một cái đèn LED đây. Một cái đèn LED đây à. Vẫn nhảy nháy nhưng không thấy lên gì à. Không thấy lên gì luôn các bạn ạ. Thế biết tài chứ. Không lên được rồi. Thử nhá. 2 3 chạy ngay rồi, mình đổi khe RAM về phe duy nhất rồi đấy, chạy rất tít. AMD nữa. Ôi, lên gì ô, vẫn chưa thấy hình ý, bàn phím lại mất rồi này ấy. Lên bàn phím lại lên này, hình đâu,
Ô vừa thì lóe hình thôi, thôi ở đấy bàn phím cứ nhấp nháy này không thể xuất hình ra kia cả. Kiểu gì nhỉ, này lên này, bàn phím vẫn nháy này. À, mình thử lắp con Vega vào đây xem sao nhá, các bạn chờ một lát nhá. Ok các bạn nhá, mình đã lắp thêm con Vega khác của mình vào này, hy vọng là nó sẽ lên được để anh em có tí quà anh em nhá. Tự nhiên nó không lên. 2 3 chạy rồi, lên đi lên đi. Chưa thấy gì, ốc bàn phím lên. Ui, màn hình lên. Hô. Như vậy là con main này nó không có, con CPU này không có GPU rồi. Đấy. Lên hình. Yeah, đã ngon các bạn nhá. Xem con chip này là gì đâu. Chip đâu. Chip con này là AMD Athlon. Athlon anh em nhá. X2 240. Đó, xung là 2.8 GB. Đấy, 2.8 GB các bạn đấy. Con này là mình nhớ không nhầm thì nó ra đời tầm khoảng 2009 hay 2010 gì đó. Và nó chỉ có 2x2 luồng thôi các bạn nhé. Con này nó tương đương với như mấy kiểu mấy con Core 2 Duo của bên Intel ấy, thì chắc là nó sẽ chạy được mấy cái game kiểu như Đế Chế với cả Beat Hit các bạn nhé. Nhưng mà dù sao thì ok, nó đã chạy được rồi các bạn nhé. Thì bạn nào muốn nhận cái combo này thì hãy comment ở phía bên dưới này các bạn nhé. Vì cái combo này thì nó cũng không phải là khủng đâu, nên là bạn nào thích thì mình sẽ gửi tặng thôi, nó không phải ra đôm ra điếc gì các bạn nhé. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.